tàu ngầm underground của Hồng Kông chấp nhận đấy, đi một tí nữa em. Câu ba cũng khỏi. Hồ Mạn Thìn, dạo ma thầy. West William. William đâu nhở? Minh Khang đâu rồi? Đấy, bây giờ bắt đầu bảo hoa này, quay tiếp. Minh An hôm nay xinh nhất gái. Minh An này. Lúc xuống nó có quy định là bao nhiêu giây để người ta xuống, chẳng hạn lúc 20 người xuống hoặc là 10 người xuống mà không đi nhanh là chết, thì không đi nhanh là nó xuất từ đấy là hòa, nên là không vội vàng, cứ đi từ từ không chạy ra chỗ đấy. Nhưng mà cho bên từng tàu bên này không sâu như bên Anh Quốc, Anh Quốc sâu nữa, sâu lắm. Nhưng mà đây nó nhiều tầng anh ạ, đây nó nhiều tầng. Tầng trên tầng kiểu khác, tầng dưới tầng kiểu khác, tầng dưới nữa nó. Hy vọng Việt Nam trong 10 năm nữa là xây được cái được tàu ngầm này. Tiffany, you hold this for a minute. Oh, slow, yeah? Not moving, otherwise I got to today. Slow, down, yeah? Set the screen. One stop. Minh Khang đu à? Oh, giỏi vậy. Oh, mang khỉ. Thế là xin tiền bao bên này á? Không phải đâu, em đang quen. Đấy, mang khỉ. Là con khỉ. Wow, Minh An này xinh gái quá. Người mẫu của Minh An. Alo, nó đi đâu đâu cái đèn nháy đấy.
phim cho mọi người xem ấy, ở Việt Nam người ta xem mình nhìn thấy cái tàu ngầm như thế này. Nhưng mà khoảng 10 năm nữa là mình sẽ có tàu ngầm ở Hà Nội. Sẽ có Hà Nội. Ở đây nó sạch sẽ không ai vứt rác. Sạch hơn. Ba mì này, bé con để con nhảy này. Thôi. Đây. Đu. Hai tay. Được chưa? Đấy. Này nhá, bắt đầu lại. Hay quá, biểu diễn cho mọi người xem. Ôi xuống này, xuống cả nhà mình xuống nào. Đừng quên gì mất nhá. Chó buồn cười không? Gì ạ? Túi à? Túi con chó nhỉ? Ok. Go.
Rồi mọi người cất cái này đi nha. Tất cả cất đây cẩn thận.